Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Debro Việt Nam. Hôm nay, Debro sẽ chia sẻ tới bạn các phương pháp khử mùi trong xe ô tô vô cùng hiệu quả và đơn giản. Mùi bốc lên trong xe hơi là các vấn đề mà chủ xe thường xuyên gặp phải. Thực sự nó gây ra cảm giác vô cùng khó chịu và bất tiện. Đặc biệt với những người bị say xe thì quả thực ngồi trong những chiếc xe có mùi hôi đó sẽ là một cực hình. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mùi trong xe, vì vậy chúng ta cũng có nhiều phương pháp khác nhau để khử mùi hôi đó. Trong video dưới đây là những kinh nghiệm khử mùi xe ô tô siêu dễ, siêu hiệu quả mà bạn có thể sử dụng trong rất nhiều trường hợp. Để xử lý mùi triệt để và có hiệu quả, chúng ta cần phải xác định chính xác được nguyên nhân gây mùi và có 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra vấn đề này. Thứ nhất là do thời tiết. Đây là yếu tố khách quan và chúng ta không thể kiểm soát được. Mưa, nắng, nồm, ẩm là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển và gây mùi. Thứ hai là do thói quen sử dụng xe. Sử dụng xe không gọn gàng ngăn nắp, thường xuyên ăn uống xả rác trên xe, hút thuốc, mở cửa kính khi đi chỗ bụi, hệ thống điều hòa không được vệ sinh thường xuyên đều làm cho chiếc xe của bạn có mùi thật khó chịu. Thứ ba là do hành khách trên xe. Trẻ con thường xuyên nghịch ngợm và bôi bẩn, hay những hành khách thiếu ý thức cũng là nguyên nhân chính khiến chiếc xe của bạn lộn xộn và bốc mùi. Và sau đây là một số phương pháp khử mùi xe ô tô vô cùng hiệu quả và đơn giản. Thứ nhất, khử mùi xe ô tô bằng dứa. Dứa là loại trái cây có mùi dễ chịu, giá bình dân và rất dễ kiếm. Bạn chỉ cần đặt một vài quả dứa tươi trong xe, mùi thơm của chúng sẽ lan tỏa và khử mùi ô tô hiệu quả. Một cách khác, bạn cắt ruột quả dứa, làm rỗng nó và đốt một ngọn nến bên trong, mùi dứa sẽ lan tỏa nhanh chóng và có tác dụng nhanh hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng dứa bạn cần thay thế thường xuyên, tránh để dứa chảy nước và thu hút côn trùng. Thứ hai, khử mùi ô tô bằng than hoạt tính. Than hoạt tính được xử lý và sản xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên. Chúng có nhiều tác dụng, trong đó bao gồm cả hút mùi và diệt khuẩn. Trong các thiết bị lọc và khử mùi không khí đều có chứa than hoạt tính. Đối với việc khử mùi ô tô, bạn chỉ cần đặt than vào trong một chiếc túi và để trong xe. Bạn sẽ bất ngờ khi nó đã khử mùi hoàn toàn từ lúc nào. Thứ ba, khử mùi bằng vỏ bưởi. Vỏ bưởi hay vỏ cam chanh có mùi thơm rất dễ chịu và giúp tinh thần thư thái, tỉnh táo. Đặt vỏ bưởi trong xe cũng giúp khử mùi hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý để tránh hiện tượng vỏ bưởi bị nấm mốc hay thối. Thứ tư, khử mùi ô tô bằng cà phê. Bã cà phê hay cà phê xay mịn có tính chất hút ẩm, khử mùi rất hiệu quả. Chúng thường được sử dụng trong gia đình hoặc để trong tủ lạnh để khử mùi. Bằng cách để cà phê trong xe, chúng cũng đánh bay những mùi khó chịu và thay thế bằng hương thơm tuyệt vời. Ngoài dùng cà phê nguyên chất, túi cà phê khử mùi ô tô, bạn có thể dùng tinh dầu hoặc chất khử mùi có mùi cà phê. Thứ năm, khử mùi ô tô bằng túi trà. Túi trà và bã cà phê có tác dụng tương tự nhau. Tận dụng bã trà hay dùng trà túi lọc được đóng gói sẵn đều có thể giúp khử mùi ô tô trong xe. Thứ bảy, khử mùi bằng giấm trắng. Giấm trắng nổi tiếng với nhiều công dụng trong nhà bếp và có cả khả năng khử mùi. Để bát giấm trắng nguyên chất trong xe hoặc pha hỗn hợp giấm nước cùng tinh dầu bạn ưa thích và xịt khử mùi ô tô bên trong nội thất. Thứ sáu, khử mùi xe ô tô bằng baking soda. Dùng baking soda là cách khử mùi xe an toàn và không gây hư hại đến đồ nội thất đã được rất nhiều chủ xe áp dụng. Đặc biệt, nó là cách khử mùi ghế da ô tô rất hiệu quả. Bạn chỉ cần rắc đều bột baking soda lên bề mặt cần khử mùi, để ít nhất là 30 phút hoặc qua đêm, sau đó hút bụi sạch. Thứ tám, khử mùi bằng cát vệ sinh cho mèo. Cát vệ sinh cho mèo có khả năng tiêu diệt mùi phân mèo chua và khó chịu, cho nên nó cũng cực hiệu quả trong việc đánh bay mùi hôi của xe ô tô. Thứ chín, sử dụng tinh dầu thơm. Thay vì sử dụng các sản phẩm thiên nhiên như các trái cây kể trên, bạn có thể sử dụng tinh dầu hoặc sáp thơm khử mùi ô tô có các mùi hương đó. Tinh dầu khử mùi ô tô được bám sẵn nên rất dễ kiếm và có nhiều mùi hương để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không sử dụng tinh dầu thơm bằng hóa chất tổng hợp rẻ tiền. Chúng không có tác dụng khử mùi, ngược lại gây mùi khó chịu và cảm giác buồn nôn. 11. Vệ sinh ô tô định kỳ. Việc vệ sinh ô tô định kỳ giúp chủ xe nhanh chóng phát hiện được chất bẩn, vị trí gây mùi cũng như nấm mốc. Vệ sinh thường xuyên giúp xe sạch sẽ hơn và không mất nhiều công sức. Mỗi lần vệ sinh bạn chỉ cần hút bụi và lau chùi, không cần thực hiện quá cầu kỳ. 12. Vệ sinh bộ phận lọc gió. Lọc gió là vị trí thường tích tụ bụi bẩn, là nguyên nhân gây mùi mà nhiều chủ xe lại thường bỏ qua. Đặc biệt, vệ sinh bộ phận này cùng khe gió điều hòa để khử mùi máy lạnh ô tô. Bên cạnh việc vệ sinh toàn bộ nội thất, bạn hãy nhớ vệ sinh và thay lọc gió nếu cần thiết. 13. Đỗ xe nơi thoáng mát và mở cửa xe. Mở cửa xe nơi thoáng gió và khô ráo là cách đơn giản nhất để khử mùi ô tô cũng như tiêu diệt vi khuẩn. Và cuối cùng là hạn chế hút thuốc lá, ăn uống khi sử dụng xe. Ngoài những cách để khử mùi đã tạo ra, một cách khác tốt hơn là chúng ta không gây ra những mùi đó. Hút thuốc sẽ khiến khói thuốc ám vào da rất lâu, chúng có mùi khó chịu và không dễ làm sạch. Tốt nhất, bạn hãy hạn chế hút thuốc lá cũng như ăn uống trên xe.
những vết thức ăn rớt trên xe hay đồ chất lỏng là nguyên nhân hàng đầu gây mùi. Những phương pháp khử mùi hôi trên xe ô tô mà Dibro chia sẻ tới bạn ở trên hoàn toàn là những phương pháp vô cùng đơn giản và dễ làm. Ngoài việc luôn giữ vệ sinh cho xe luôn được sạch sẽ, thì bạn nên đi vệ sinh nội thất cho xe theo định kỳ. Việc vệ sinh toàn bộ nội thất sẽ giúp ô tô được làm sạch một cách triệt để và toàn diện, giúp xe trở nên sạch sẽ, thơm tho, đảm bảo sức khỏe của bạn và gia đình. Bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ vệ sinh nội thất ô tô 16 bước của Dibro Việt Nam. Hy vọng video trên sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dibro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.